Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, tất cả các phường xã và các tổ chức đảng trên địa bàn nhanh chóng bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa những chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai sẽ cho chúng ta biết rõ hơn việc quán triệt nghị quyết trên địa bàn thành phố thời gian qua. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vâng, thưa đồng chí, là tại Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra cách đây 5 tháng thì Đảng bộ thành phố đã thông qua nghị quyết với hai nhiệm vụ trọng tâm và được cụ thể hóa bằng 26 mục tiêu nhằm xây dựng thành phố Lào Cai trở thành thành phố biên cương hữu nghị, thông minh, đặc sắc, đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 và là một trung tâm phát triển của phía Bắc. Vậy xin đồng chí cho biết thì từ đó đến nay thì việc ban hành và quán triệt nghị quyết đã được Đảng bộ thành phố quan tâm và triển khai như thế nào? Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng kết quả thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 tới đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân. Về chiều sâu thì Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đến tất cả các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố, có mở rộng đến các cái bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, chủ tịch mặt trận ở cơ sở. Thế và phương pháp cách thức tổ chức lần này chúng tôi tổ chức hết sức là khoa học. Thứ nhất là ban hành kế hoạch rất là đầy đủ. Thứ hai là giáo án, giáo trình biên soạn là phù hợp với các đối tượng học tập. Thế và bí thư thành ủy và phó bí thư thành ủy trực tiếp truyền đạt. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã ban hành xuất bản một cái cuốn gọi là tài liệu hỏi đáp về Đại hội Đảng bộ thành phố, trong đó tập trung vào những vấn đề cốt lõi của nghị quyết đại hội và xuất bản thành cái cuốn có tính chất là sổ tay bỏ túi làm cẩm nang cơ sở tổ chức học tập và nắm vững nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Vâng, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, trở thành then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của cấp ủy chính quyền cơ sở, Đảng bộ thành phố đã có những cái giải pháp gì thưa đồng chí? Việc đầu tiên chúng tôi tiến hành đó là đã kịp thời thể chế và ban hành cụ thể hóa cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố thành 6 cái đề án và 4 nghị quyết chuyên đề có tính chất là trọng tâm toàn khóa. Trong đó thì có phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì đề án, có phân kỳ thời gian thực hiện và có cân đối các cái nguồn lực cho từng đề án để có thể triển khai nghị đề án một cách hiệu quả. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về các cái nội dung cơ bản của nghị quyết. Thứ ba là chúng tôi đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các cái cơ quan chủ trì đề án và các cái đảng ủy xã phường trực thuộc đã cụ thể hóa các cái đề án và nghị quyết chuyên đề của thành phố thành các cái kế hoạch và chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế. Và trong quá trình đó thì chúng tôi có phân công các đồng chí phụ trách giúp đỡ cơ sở để xây dựng cái chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện cho nó sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cả. Thì chúng tôi chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để chủ động rà soát lại các cơ chế chính sách và xác định những cái nhiệm vụ có tính chất là thành phố phải tiên phong đi đầu trong thực hiện những cái lĩnh vực trọng tâm đột phá, kịp thời sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, rồi quy định về phân công nhiệm vụ cho ủy viên ban thường vụ ban chấp hành một cách cụ thể thiết thực, và qua đó thì phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ ban chấp hành chỉ đạo triển khai nghị quyết ở cơ sở, trong quá trình đó có kết hợp với lại kiểm tra và giám sát. Với cương vị là người đứng đầu cấp ủy thành phố Lào Cai, đồng chí có thông điệp gì gửi tới cán bộ đảng viên chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong việc góp sức thi đua đưa nghị quyết đảng bộ trở thành hiện thực? Thành công, các cái thành tựu của thành phố Lào Cai trong thời gian vừa qua là sự đóng góp công sức và trí tuệ của các thế hệ đảng viên, cán bộ và các thế hệ nhân dân thành phố. Nhân dịp này thì tôi cũng mong muốn các đồng chí cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mỗi công dân của thành phố hãy phát huy truyền thống của thành phố Lào Cai anh hùng, ra sức thi đua, phấn đấu, lao động, sản xuất, công tác, học tập, kinh doanh, vươn lên, làm chủ và làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng một cái thành phố Lào Cai theo các cái tiêu chí đó là sáng, xanh, sạch, đẹp và xây dựng hình ảnh con người Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương,
góp phần vào cái sự phát triển chung của thành phố, đó là hướng tới đô thị loại 1, đô thị thông minh và là một cái điểm sáng ở vùng trung du miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí.